Cũng giống như Kim Anh cũng nói với các bạn đó, khoảng chừng 10 tới tháng 12 này là có son. Thì bây giờ son nè, như cây son này Kim Anh đang sử dụng nè, các bạn thấy không, Kim Anh đang phải xài test thử nè. Cái nào cũng vậy hết, Kim Anh phải test thử, có hết rồi nè, nhưng mà vẫn phải test thử để chi, để biết được cây son của mình nó ra làm sao, nó như thế nào và nó cái độ tốt của nó ra làm sao thì mới dám bán ra ngoài nha các bạn. Đây các bạn, Laura Sunshine đây đó, các bạn thấy không đó. Cho nên á, Kim Anh không phải là trước khi mà mình sản xuất một cái gì hoặc là bán một cái gì, các bạn cũng biết là Kim Anh nói về son này là từ năm ngoái lận, nhưng mà mãi cho tới bây giờ Kim Anh vẫn chưa sản xuất để bán, là các bạn biết là Kim Anh rất là kỹ. Tại vì sao? Cái hàng nào mà mình ra ngoài thị trường một cái là đưa tới tay người tiêu dùng, người ta phải tốn tiền, người ta bỏ tiền ra để người ta mua cái hàng đó, mua ủng hộ mình, thì Kim Anh muốn là nó phải thật sự chất lượng đó. Cho nên là các bạn, những bạn nào mà đang hóng son của Laura Sunshine thì chuẩn bị nha, chuẩn bị tinh thần nha, chuẩn bị có rồi nha. Bây giờ đang nhập khẩu về, sản xuất xong hết rồi, bây giờ đang nhập về thôi. Chỉ cần có giấy tờ, tại vì các bạn hiểu một điều về nè, khi Kim Anh nhập hàng mỹ phẩm nước ngoài về đó thì Kim Anh phải kiểm nghiệm, công bố và xuất khẩu từ ở nước ngoài, sau đó là nhập về Việt Nam, rồi ở Việt Nam Kim Anh lại phải làm kiểm nghiệm tất cả mọi thứ thêm một lần nữa, rồi Kim Anh mới tung ra ngoài thị trường. Cho nên các bạn cứ yên tâm một điều rằng là 100% là cực kỳ tốt. Kim Anh là từ xưa giờ quan niệm của Kim Anh là làm đúng luật pháp, cho nên các bạn cứ yên tâm nhé. Yến Nhi thèm son rồi, yên tâm cưng, sẽ có. Chỉ có cái đợt này á, chị điều chỉnh lại một chút xíu, tại vì nếu mà không điều chỉnh á, tại vì Kim Anh xài được một năm thì Kim Anh muốn điều chỉnh lại. Kim Anh nói các bạn nghe nè, khi các bạn sử dụng son á, các bạn đừng có ham nó lì quá. Tại vì khi son mà lì quá đó, chẳng khác nào nó phải có những cái chất để làm bám trên môi của các bạn. Mà khi mà nó đã làm bám trên môi của các bạn mà nó chùi không ra thì cái đó rất là nguy hiểm nha các bạn nhớ. Cho nên là các bạn đừng ham hố là son là phải lì mà bôi chùi không ra rồi này kia nọ, là không nên nhá.